Chào các bạn, mình là Zuzun, Zuzi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cat Museum. Thì ở tập trước chúng ta đã tìm ra được cái trứng của mèo. Ở tập này chúng ta sẽ mang cái trứng đó đi xuống thủy cung để mà nấu lên để chuẩn bị cho bữa tiệc tối ha. Ok, let's go. Ở đây, wow, ở đây có một con mèo đang nhìn xa xăm nè. Một con mèo cam nhỏ, nhìn nó dễ thương quá ha. Mình hơi tiếc cho con game này là nó không làm những cái nút bấm cho dễ đi á. Chỉ sử dụng chuột mình thấy nó hơi bất tiện xíu. Mình muốn nó đi bằng những cái nút bấm hơn là di chuột á. Ý, ở đây là nó có mấy cái cây gì đây. Wow, cái này là mấy cái hành tinh ở trong dải ngân hà nè phải không? Đây là trái đất nè. Làm sao để mà biết đây, hồi đó mình học địa lý hay bị dở rồi, làm sao để biết đúng cái thứ tự đây. Ý, có một con mèo, khổng lồ nè. Ui, tại sao nhìn mày buồn thế? Đó, cái nào nó hiện lên ngôi sao là đúng vị trí phải không ta? Cái này, dập. Cái này, dập. Ồ, cái này không đúng. Lấy cái này mới đúng nè. Rồi. Ok, cái cuối cùng. Vô. Rồi. Wow. Nhìn mấy cái hành tinh kìa các bạn. Ui đẹp vậy. Để xem. Ồ, khoan đã. Đúng rồi, mình để cái trứng của mèo lên trên đây. Đó. À, nó nấu cái trứng đúng không? Ồ, chín rồi nè. Rồi. Ok, có một cái trứng trứng chín rồi. Meo, cái gì đây? Cái mùi thơm quá nhỉ. Đã tới lúc đi ăn tối rồi. Ok. Đừng lo, tao sẽ chừa một xíu cho cậu. Ồ. Dễ thương vậy. Cho con mèo của mình ăn luôn nè các bạn. Meo 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 meo. Ngon không? Con mèo ăn trứng của mèo. Wow, một tình bạn từ đó đã bắt đầu. Tình bạn giữa người và mèo. Oh, mình quay trở lại cái phòng của ông chú Giê-xu rồi nữa. Wow wow wow, ở đây cũng có một con mèo bự phía sau bàn tiệc nè. Hả? Cái này nó giống cái bức tranh gì hồi xưa. Cái bức tranh mà có nhiều người ăn cùng với lại chú Giê-xu các bạn. Hồi xưa học mỹ thuật là mình thấy cái bức tranh này rồi. Ok, mình nói chuyện với ổng xem. Khi mà đánh mất đi một người nào đó mình yêu thương là một cái nỗi buồn không thể nào khỏa lấp được. Một nỗi buồn không thể nào diễn tả nổi. Cái gì đây? Ám chỉ gì đây? Khoan, à, mình lấy cái trứng mình nộp cho ổng. Lấy cái trứng nộp cho ổng. Đó, ui. Cái trứng bể cái y chang là ốp la vậy đó. Âu, con mèo mập phía sau ăn à. Trời ơi, con mèo mập. Rất là mập, cực kỳ mập. Cậu bé tốt bụng cảm ơn vì bữa ăn rất là tuyệt vời. Đây là những cái đồng xu coi như là món quà của tôi dành cho cậu. Ok. Uầy. Rồi xong. Ổng biến mình đi rồi. Ổng biến mình đi cho lẹ khỏi cần đi hang mái. Vậy là con mèo bự này cần sự giúp đỡ à. Ok, con mèo buồn nè. Ui. Wait what? Con mèo này trong miệng nó bị cái gì ấy? Nó bị dòi trong miệng à. À, bóc ra các bạn, mình bóc mấy con dòi này ra khỏi miệng giùm nó. À, bóc để lên tai đúng không? Còn, còn con đây. Mày nữa. Rồi, hết chưa? Rồi, sạch miệng rồi, con này chắc nó ở dơ lắm cho nên là miệng nó toàn là mấy con đó không. Nhớ đánh răng nha, mèo xám nè. Oh shit. Ê, đây là cái con quái vật mà ở tập trước nó gượt mình nè. Cái super egg nó nằm phía sau con quái vật nè. Vậy là mình cần phải lấy cái trứng này. Cái trứng này là cái trứng mình cần tìm nè các bạn. Cái gì? Oh my god. Wow, ok, mình sẽ tìm một cái gì đó. Đây, con mèo này sẽ giúp mình. Con mèo đen này nè. Ok, mình sẽ tìm một cái gì đó để mà mình cải trang giả dạng, để mà mình đi qua nó một cách dễ dàng. Easy. Oh, ok. Con mèo mắt dại. Sao mày đạp đổ của tao đấy? Đây, qua đây. Yup.
Đúng rồi đúng không? À đúng rồi đúng rồi. Kéo băng keo lại, dán băng keo lại. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thùng này để mình chùm lên đầu. Có lẽ vậy. Ô quay. Hả? Ủa cái thùng này nó nhỏ xíu sao cái thằng này nó chung vô cái thùng này vừa trời. Má hư cấu nữa rồi đó. Ok mình sẽ đi bằng cái cách nó rất là bất tiện. Nhưng mà thôi, cố gắng lên, cố gắng lên. Phải vượt qua con quái vật này. Hy vọng là nó sẽ không phát hiện được nha. Oh my god, oh my god. Đừng anh ơi. Mày ngu lắm, mày không biết tao là cái hùng này đâu. Mà qua đường rồi nè. Đó. Bây giờ qua được ở đây. Lấy cái trứng được chưa? Nó sẽ bắt tôi. Không được, mình vẫn chưa lấy cái trứng đó được. Mình phải qua bên đây mình tìm thêm một cái gì đó nữa. Ui. Cái gì đây? Cái con này là cái con gì đây? Nhìn đẹp quá vậy. Cái game này nhiều màu sắc vậy. Quay, cái này giống chơi domino quá vậy. 2, 3, 2, 3, 2 là sao? 6, 8. Vậy là mình phải xếp sao cho một ô như vậy nó đủ 8 nút đúng không? 8 nút thì cái khung này nó sẽ chớp đèn lên nè. Mình phải chia đều như thế nào đó cho cái này nó đủ cái nào cũng 8 nút hết. 4, 7, 4, 7, 8. Cần một cái thôi là bốn. Ồ, để cái này qua. Rồi cái này. Để cái này qua. Rồi mình để cái này qua. Ok. Giúp. Được rồi. Ồ. Con đó nó háo cái đầu ra cho mình rồi. À, đây là cái hộp âm nhạc kỳ diệu. Rồi. À, tức là cái con này nó nghe tiếng nhạc nó chạy qua bên đó rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua đây mình lấy cái trứng. Rồi. Rồi, có được cái super egg rồi nè. Chạy đi đâu ấy? Ô, mày có thấy không? Cái gì đấy? Cái gì vậy? Con mèo của mình đâu? Hả? Ủa là sao? Con mèo nào đấy? Con mèo nào bị thương à? Đây là con mèo nào đấy? Hả? Khi nào mà tôi có thể hoàn toàn quên đi và làm cho nó biến mất, giống như là chưa bao giờ từng xảy ra. Là sao? Ui, ui. Chết rồi, cái chỗ này nó sập. How? Ui. Oh no. Ui, con mèo của mình nó té xuống rồi. Oh. Oh my god, no! Way! Tôi bị gớt xuống đâu rồi nè? Con mèo đã đi đâu rồi? Ở đây không có ánh sáng, cái không khí thì nó khá là lạnh. Thôi xong rồi, con mèo của mình nó gớt. Hồi nãy cái chỗ đó nó bị động đất, cho nên là hai đứa nãy nó bị gớt xuống dưới ở dưới đáy của bảo tàng hay sao rồi mà sao tôi thấy bốn cái cây này sao nó kỳ quá, sao nó giống cái gì quá các bạn. Đi nè, cái này giống cái gì đây? Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Sao mấy cái con này ghê vậy? Nhìn đẹp vãi. Không ngờ luôn, các bạn nhìn mấy cái con này nhìn đẹp thật sự. Kinh dị hay một cách rất là đẹp. Mà mình rất là thích. Đứa nào đã chọn cái tụi này đây? Wow. Oh wow. Oh wow. Con gì đây? Con gì đây? Ok, cái con sói này nó sẽ ăn thịt mình các bạn. Mình không có đi qua đó được rồi. Ồ, đây nó có một cái lối đi nè. Wow, ở đây giống như là bảo tàng của mấy con khủng long các bạn. Mấy cái xương khủng long nè. Cái art style cực kỳ đẹp luôn. Ở đây nó ghi là vì sao mấy cái con khổng lồ như thế này có thể biến mất khỏi trái đất một cách sớm như vậy. Có lẽ là có một số ít mấy con này vẫn còn sống ở dưới đại dương cho tới ngày hôm nay. Đây có vẻ là một cái giả thiết của tựa game này. Ám chỉ mấy con khủng long các bạn. Mấy con to xác thường hay chết sớm. Có cái một cái hóa hạch gì đây. Mình làm cái gì đây ta? Cái này là mình lược hóa hạch hả? Mình đang lược những cái đồ này nè. À mình tìm được cái gì rồi nè. Một cái kho. Cái khoác là cái gì trời?
mình không biết cái này giống như là một cái tô hay là một cái húng gì đó, mình không biết nữa. Khoan, mình có thể, tức là mình lấy cái này mình múc nước được không? À, hay thế nhỉ. Úp, úi con mèo của mình kìa, con mèo của mình. Ý là cái con mèo của mình nãy nó mới chạy ngang đây, nó làm đổ cái bộ xương này nè, rồi nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ý cái này, à có một cái xương, mình lượm được một cái xương của khủng long nè. Không biết là với lại cái xương khủng long này không biết làm gì nè. À đúng rồi, mình quăng cái xương này cho con quỷ chó nãy về. Rồi ăn xương đi nhóc. Rồi đừng cắn tao nha, đừng cắn tao nha. Ok, nó chỉ muốn ăn xương thôi. Rồi bye bye. Con chó này giống như là con chó của địa ngục. Qua đây, qua đây. Úp. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Ui cái con này là cái con giống cái con yêu tinh ở trong Harry Potter quá vậy. Cái gì đây? Cái này giống như là một cái đường hầm ở dưới này. Mình nghĩ con mèo phát sáng của mình nó cũng sẽ chạy vô trong cái đường hầm này. Chết bà rồi, xuống dưới đây mình bị ngộp hở các bạn ơi, mình không thở được. Đi nhanh, đi nhanh. Ok. Cái gì đây? Ông này là ai đây? Mày có muốn thử không? Xem thử coi cuộc sống sẽ tặng cái gì cho mày. À, nó mời mình quay số trúng thưởng các bạn ơi. Quay lô tô mọi người à. Đây là con mèo mập. Đây là con Mỹ Diệu nè các bạn. Đây là cái con Mỹ Diệu ngồi lũng tường nè. Tướng ngồi bài hay. Bây giờ mình muốn quay cái này thì sao? À đúng rồi, đúng rồi, mình sẽ dùng cái đồng tiền mà cái ông Chúa Giê-xu cho mình. Mình sẽ để vô cái máy này. Được không? Ủa phan phan phan, mình lấy cái đồng này nè, mình đưa cho thằng này. Đây, hãy cẩn thận nha. Rồi mình sẽ quay số nào. Đồng này ở đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. À, đây chứ gì, đây đúng không? Chính là cái cốc này, không sai vào đâu được. Ơ, à, sai hả? Sao cái này là cái đồng gì đây? Ủa, sao... Ơ! À! Ok. Ủa, tôi bị sai rồi kìa. Ui, chưa kịp nhìn luôn. Rồi, sai bét nữa rồi. Ôi, trời, tôi nhìn không kịp luôn rồi, tôi nhìn không kịp luôn rồi. Ở đây. À, trời ơi, nhanh quá vậy. Lại sai nữa rồi. Vãi lên đi. À, mình tìm được ba cái đồng màu đỏ này. Vậy là cũng có thu hoạch chứ không phải là không có thu hoạch nha. Vậy mình sẽ dùng ba cái đồng này để mình để đây. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Ồ, con gì đây? Gì? Con gì? Sao tôi xây ra cái con gì kỳ cục mà nó xấu quắc vậy nè? Rồi, mình được, mình lắc thêm được cái con gì mà... Con gì mà thấy ghê quá vậy? Oh my god. Con gì đây này? Một con ếch à? Cái gì vậy? Ok, còn một đồng cuối cùng. Xem coi, cuộc sống sẽ mang tặng cái gì cho mình. Quay 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 quay, tôi được tôi được một cái ticket. Mình được một cái ticket màu vàng. Yeah, cuối cùng cũng có một cái ga hồn rồi. What, cái gì đây? Sập nữa hả? Chắc là mình đi ga lại thôi. Ủa, cái đường đi ga nó đã bị khóa rồi. Vậy là cái đường này của mình bị bích rồi. Thì mình lấy cái trứng vàng này, mình để cái trứng super egg ở đây. Đây rồi, cái bức tranh này có biến, cái bức tranh này có cái gì đó nè. À, đây rồi. Kitty. Ủa nhưng mà mình đâu ta? Cái con nhân vật của mình đâu? Hay là mình đưa cái này cho con quỷ mèo trắng? Hay là mình lấy cái này cho cái này? À, mình chải lông cho con quỷ mèo. Đó. Hài lòng chưa? Ok, bây giờ mày cứ giữ cái cây lược này đi. Nó sẽ hữu dụng ở trong tương lai. Cảm ơn nha. Đây là lần đầu tiên mà tôi có thể lắng nghe được con mèo của tôi. À, vậy là mình sẽ cho cái thằng này cây lược. Bây giờ mình sẽ cho cây lược để mà con quỷ này nó gãi con mèo của nó. Ok, mình đi ra thôi. Đi ra bằng một cái đường khác. Cái gì đây?
Ở đây nó có những cái đốm lửa đỏ. Ai đang ở đây đây? Hử? Ui, mình ra lại nè. Quay mình ra lại cái lobby rồi nè. Ui, sao mấy con mèo ở đây nó biến mất hết rồi? À, có một con mèo ở đây. Ơ, à, biến mất luôn rồi. Ui, có một bàn tay. Ui, có một cái bàn tay nào đó đưa ra bịt miệng mình. Xong rồi chắc mình bị ngắt xỉu luôn các bạn. Ủa, nó đưa mình đi đâu nữa rồi nè. Má, đầu tôi đau đầu quá. Đây là cái hủy cung mà. Hình như là có một ai đó đã trang trí lại cái chỗ này rồi. Nhìn giống như là một bữa tiệc. Ở đây có tiệc à. Bạc ti các bạn ơi. Quay. Các bạn nhìn cái tượng này nó giống như là cái bức tranh của ông Van Gogh đó các bạn. Cái bức tranh hoảng hốt á. Ủa má. À, mình có thể nấp ở trong cái tượng này nè. Vậy là lát là biết bị gượt nữa rồi đó. Sao cái ông này với cái ông ở dưới lòng đất nó hai người này giống nhau ha. Chắc cái ông, cái thằng này với cái thằng mà quay số may mắn ở dưới á, là hai anh em sinh đôi. Ôi, ở đây có một cái xe bắp gan nè. Xe bắp. Cái gì đây? Sao cái này bắp? À, gấp hú các bạn ơi, gấp hú. Gấp hú. Bây giờ mình sẽ gấp gấp con mèo mập được không? Mình sẽ gấp. Ok, gấp được một cái não. Gấp lên. Cố lên. Ui, sao nó bị kẹt luôn rồi. Nó bị kẹt luôn rồi kìa. À rồi, ok, được rồi. Đó, gấp lên. Đó, bắp Rambo đúng không? Đó, lấy hộp bắp không? Ok, mình đã có một hộp bắp rang. Đây vui quá ha. Ui. Ư. Quá trượt. Ư kìa. Quỷ này nó bắn cái gì vậy trời? Mình đưa cái bắp này cho thằng này được không? Ok, hãy hưởng thức cái show. À, đây cái ticket đây. Rồi bấm giùm tôi. Ok. Wow. Mình đi vô trong một cái phim hả? Coi phim hả? Cái chỗ gì đây? Tôi vẫn ở bảo tàng sao? Vậy mình vô trong, hình như mình đang vô trong một cái thế giới 2D. Cái này giống như là, wow, có 3 cánh cổng, 4 cánh cổng, 5 cánh cổng. Bây giờ mình sẽ vô lần lượt từng cái đi ha. Vô cái cổng đầu tiên. Hả? Có con quỷ quái vật ở trong đây á. Mình nói chuyện với con quái vật. Chúng ta đã gặp nhau ít phút trước. Mày luôn luôn bỏ chạy. Nó có cái hùng gì nè. Giờ bấm vô màu vàng. Hả? Cái này là sao nhỉ? Làm sao để mà mình bắt hết được mấy cái con bye bye này phải không? Màu vàng thì sẽ bắt mấy con tím. Mình sử dụng keo dán chó rồi các bạn. Bắt mấy con này. À, màu đỏ sẽ bắt màu xanh. Đó. Màu xanh sẽ bắt màu đỏ. Rồi thêm một tầng nữa. Xong rồi, cái kem xong rồi. Cái kem của những con ruồi. Lấy cái kem. Ăn kem không? Ăn kem đi nhóc. Ok, cho con quỷ này nó ăn kem. Ui, cái con này là quái vật. Ý. Ui, gớt kem kìa bà nội. Là sao? Ý, quái vật này muốn. Nó đang kể chuyện à. Con quái vật nó đang tâm sự, nó đang trải lòng với mình các bạn. Một cái công viên và những cánh đồng cỏ và những người lớn đã tiêu hủy. Những cái ký ức này đã hiện lên trên tâm trí của tôi. Thằng này đang bắt đầu nhớ lại nè các bạn. Tiếp tục tới màn 2. Ý, cái con quái vật nhỏ hồi nãy nè. Mày đang nói về cái ticket sao? Cái vé à? Đúng vậy, làm ơn hãy đưa cho tao cái đó. Ok, mình đưa cái hẻ vàng này cho nó. Những cái vẻ đẹp lấp lánh thì luôn bị chôn vùi ở trong những cái nơi tăm tối. Đúng rồi, câu này đúng nè. Những cái gì mà càng đẹp thì nó sẽ càng bị chôn vùi dưới đất. Ví dụ như là kim cương. Mình sẽ đi vô trong đây. Mình bây giờ chơi đào vàng à. Bây giờ có vụ này nữa hả trời. Bây giờ mình chơi gấp vàng. Chơi cái game giống như hồi tuổi thơ nè. Mình phải gấp đủ 4 cục vàng.
Đây, gấp cục này, vô. Hai cục. Đây, dính đây nè. Ok, đủ rồi. Đủ chỉ tiêu rồi. Bây giờ mình có 4 cục cức. Ôi lộn. 4 cục vàng. Rồi, có 4 cục vàng. Mình sẽ đưa cho nó hay sao? Ok, đưa vàng hết cho nó. Gấp được nhiêu đưa hết cho nó. Hãy làm những cái này cho nó sáng bóng và để mọi người có thể tìm thấy tôi. Cái gì đây? 6 muối à? Quay, mình đang tạo ra một cái con này nó ảo tưởng sức mạnh các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái tượng 6 muối cho con quỷ này. Trời ơi, đào được có mấy cục vàng nhỏ xíu mà xây nguyên cái tượng bự chà bá. Hư cấu vậy. Trời ơi. Ồ, đây chính xác là tôi đây. Má mày ảo vừa thôi. Được ẩn giấu ở phía bên trong của tôi. Trời ơi. Ô quay. Mình nhớ ra cái gì nữa phải không? À. Cái thằng này chắc hồi xưa nó là cái hợ đào mỏ hay sao ta? Thằng này nó nhớ ra một cái gì nữa. Ok, mình đi tiếp cái cổng tiếp theo đi ha. Khóc hoặc cười, tức giận hoặc là buồn. Hả? Cái con quái vật này mình gặp ở tập trước luôn rồi nè. Một cái trò chơi quái đản gì nữa đây. Nhìn cái này giống 7 viên ngọc rồng quá ha. Đốt cái trứng hay sao? Ồ. Cái gì vậy? À, mình soi lên trên mấy cái bức tranh đúng không? Ờ, à, vậy là cái này là 2 1 4 3 2 1 4 3 Dập. Trời, sao nó dễ vậy? Đây, con quỷ quái vật bự chà bá. Tôi không biết là mình nên cười hay là nên khóc đây. Tôi không có linh hồn. Tôi đã từng hứa là tôi sẽ gửi sẽ tặng cho cô ấy những cái bông hồng đẹp nhất, đáng yêu nhất trên thế giới này. Trời ơi, đây là một con quỷ si tình các bạn à. Đây đây đây, có một cái bông hồng nè. Đây rồi, cái bánh đỏ này mình đưa cho nó được. Úc. Nhìn nó giống như là con hề vậy đó các bạn. Liệu có còn ai nhớ tới tôi không? Wow. Có nghĩa là mấy con quái vật ở trong cái bảo tàng này là đều từng là con người hết. Giống như cái con quái vật này là nó từng là hương binh liệt sĩ hay sao nè. Cầm trên tay một nhành hồng để mà chuẩn bị tặng cho người con gái mà mình yêu á, mà chắc không thực hiện được lời hứa ấy. Những cái ký ức sâu hẳm trong trái tim của nó muốn rớt nước mắt. Ok, cánh cửa tiếp theo. Wait, con gì đây? Hai tay, hai chân và một cái miệng to. Đoán xem, trong chúng ta ai là người già hơn và ai là người trẻ hơn? Ồ, sao nhìn nó loạn thế này? Màu sắc các thứ. Mình đổi vị trí à? À, đổi à, mình đổi cho mấy cái món đồ chơi giống nhau nó đứng gần với nhau á. Đổi hai này qua đây rồi. Được chưa? Vẫn chưa được. Mình không hiểu cái ý của nó là cái gì nữa trời. Con này mình để nó qua bên này. Ủa, được hả? Ủa, tôi không biết sao mà được luôn á. Cái đó không có hiểu các bạn ơi. Cái game này nó không hiểu. Má tự nhiên xếp xong mà được. Tôi cũng không hiểu. Tôi mò nãy giờ cũng khoảng 30 phút mới được á. Những cái tay và những cái chân và những cái đầu và những cái đuôi chúng tôi đã chia đều với nhau. À, hai đứa này là hai chị em sinh đôi ở trong, cái này mình nghĩ là ở trong chiến tranh đó các bạn. Bây giờ đi nói xác người lại à. Đây là những cái họ là những cái linh hồn sinh đôi với nhau. Những cái nụ cười vẫn còn văng vẳng ở trong lỗ tai của tôi. Nụ cười biến thái của hai nhỏ đó. Ok, chúng ta vẫn còn một cái cánh cửa cuối cùng nha. Let's go. Cái cây tổ kiến à. Có một cái hộp. Shit. Mày đặt chum ke đồ nữa hả? Con này con quái gì đây? Tao chỉ cảm thấy chán khi mà cứ nấp ở trong cái hùng này. Đừng có lo, mẹ tao sẽ tới sớm thôi.
Vì đây chắc là một con linh hồn của một đứa trẻ đang chờ mẹ đúng không? Oh wow. Đừng có nói là mình chơi cái trò xếp ong nữa nha. Lên đây, lên đây. Mình sẽ để ý những cái râu ở trên đầu của mấy con này nè. Mình hiểu rồi, cái này phải quan sát cái râu ở trên đầu tụi nó. Con ba râu là nó sẽ nhảy hai bước. Mình hiểu rồi các bạn ơi. Tức là cái bước nhảy của mấy cái con này nó phụ thuộc vào cái râu ở trên đầu của nó. Dập. Lên luôn. Rồi, em cuối cùng. Rồi, ăn hết đi. Nữa nè. Một râu hả? Ba râu lên. Ok. Hai râu. Lên. Lên. Yep. Yep. Ok. Mình nghĩ tới mấy cái màn này nó mới đích thật là giải đố nè. Ui. Nó đẻ ra cho mình một cái trứng. Bể cái trứng ra đúng không? Ra một con chim sâu con. Rồi mình lấy con quỷ này. Đây. Đó. Đây rồi. Đây là một cái bất ngờ cho tôi sao? Tôi sẽ đặt cho nó một cái tên thiệt là khu. Tôi sẽ gọi mày là Crow. Quả. Wow. Lấy con ra, ẵm con ra mẹ ơi. Là sao? Đây là cái ký ức của cái con quạ này nè. Bị gãy chân rồi không đi được. Bởi vì mới kêu mẹ tới bới đó. Một giấc mơ đơn giản nhỏ nhoi nhưng mà sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Có lẽ là tôi phải làm gì đó nhiều hơn để thay đổi những cái điều này. Quầy. Nó xuất hiện thêm một cái cánh cửa nữa nè. Đây có lẽ là một cái cánh cửa quyết định. Vô thôi. Đấy, cái đốm lửa. Đốm lửa đây rồi. Gì đây? Một cái lục lạc. Mình nghĩ là mình đang đi tới cái ký ức của cái thằng nhân vật chính rồi nè các bạn ơi. Cái gì đây? Mình nghĩ có lẽ là thằng này nó chuyển nhà xong rồi không có dắt theo bạn mèo của nó đúng không? Mình quay trở lại quá khứ rồi nè. Đây là cái con gấu bông này là cha tôi đã làm cho tôi. Chúng tôi đã từng có một bức ảnh gia đình nhưng mà đã bị mất ở trong đám lửa. Cháy nhà. Đây cái giường nè. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mà tôi nằm ở trên giường và đọc truyện tranh để mà có thể đi vào giấc ngủ. Ở đây có một con hươu cao cổ. Thì cái đèn ngủ này sẽ xua tan những cái cơn ác mộng. Cái hộp, cái rương bị khóa. Mở cửa sổ ra. Mình nghĩ cái nhà này bị cháy. Xong rồi có một con mèo của thằng này chạy ra không kịp hay sao. Sao cái này làm mình liên tưởng tới bức tranh đêm ngàn sao của Van Gogh quá vậy. Đây rồi, cái nhà thằng này là hồi xưa là từng bị cháy. Nắm luôn nè. Có cái cây. Ok, mình tìm được cái chìa khóa. Mình sẽ dùng cái chìa khóa này để mà mình mở cái rương kho báu này nè. Đây là cái hộp đầu game nè. Mở ra xem. Nghi quá. Đây rồi, cái lục lạc của con mèo. Đây rồi. Mình nghĩ đây là cái con mèo mà phát sáng mình gặp ấy. Wow. Mình đã từng có một con mèo. Nhưng mà mình đã quên mất cái điều đó. Ok, gắn cái lục lạc lên cho nó. Ui. Tức nghĩa là cái nhà thằng này bị cháy. Nhưng mà thằng này không có dẫn con mèo theo à. Cái bảo tàng nó bị cháy rồi. Không hay với tôi. Ở đây nó có một cái máy ảnh. Nó hơi bị chày xước một xíu. Nhưng mà tôi nghĩ là nó vẫn xài được. Chụp hình hả? Chụp cái gì?
Cái này là cái hình của mình lúc lúc bé rồi đúng không? Sao nhìn thấy ghê quá vậy? Ồ, chụp cái này à. Chụp cái hộp này. Ờ, chụp cái nồi này. Rồi. Ok. Bắt đầu gửa ảnh ra. Cái hình thằng nhóc nó creepy kiểu gì vậy? Sao lại có một cái thằng nhóc ở đó? Rồi. Hả? Cái này mình chắc là nó kêu mình sắp xếp. Úp. Sắp xếp lại hả? Cái này nó quăng em bé ra được á bạn. Trời, vậy thì mình để cái thằng em bé này mình thử mình để lên trên cái nồi thử coi được không. Đây nè, để lên trên cái nồi. Ủa, không được à? Cái này. Ồ, mình phải làm một đường. Cái chân này hãy xuống đây được nè. Phải đưa cái này qua đây. Rồi mình để xuống đây. Rồi em bé xuống đây. Em bé xuống đây. Ok. Biến thành em bé rồi nè. Tiếp theo chứ mình để cái khăn xuống cho nó. Đắp mền, đắp mền. Cái gì đây? Ai gu mình ngủ đấy? Cái con này là cái con đầu game nè. Một người nào đó đã hy sinh. Cái ông này ông bị mất cái đầu rồi nè. Là cái ông này là ai đây? Bây giờ cái này nó bị kẹt rồi. Mình phải tìm cách để mở ra. À, mình lấy cái đồ mình khự ra. Ý, mẹ bà gãy cái cây của tao luôn rồi. Giờ mở ra được chưa? Ý, con mèo giả quan của mình. Đây rồi. Cậu đã bị nhốt ở trong đây bao lâu? Cậu nhìn trông vẫn ổn phải không? Cậu vẫn phát sáng đây nè. Mèo. Cái cây đồ chơi của cậu đã mình đã làm gãy rồi. Chết bà, cái cây đồ chơi mình lấy mình khử cái hộp cho nên là nó gãy mẹ rồi. Mèo. Quỷ, con mèo nó bù luôn rồi. Nó cầm. Wait what? Cái gì đây? Đứa nào đưa cho mình con mắt đây nè? Cái cây này nó gãy rồi. Để coi tiếp xem. Cuối cùng là cái cốt truyện. Hả? Cái anh cha nội này là ai đây? Cái anh cha nội này mình nghĩ là chủ của cái bảo tàng mèo hả? Đây nè, cái thằng này là đầu game mình gặp nè. Đây là một cái xô đặc biệt. Hả? Trời ơi, cái thằng này nó đang ăn cái não đúng không các bạn? Đi thôi. Ok, bắt đầu rồi đúng không? Bắt đầu cái show rồi đúng không? Show gì đây? Mấy con mèo này biểu diễn cho mình coi hả? Mấy con mồm lèo nè. Bây giờ mình đi đâu ta? Đây rồi. Có một cái để mình tương tác nè. Cái gì đây? Mình phải bắt chước cái động tác của hai cái tay của con mèo này nè. Rồi tiếp tục. 1 2 1 2 1. Đó, ok, còn cái cuối cùng. Hai cái. Ok, easy nha. Cái gì vậy? Đây là một con mèo nhúng mà. Ui. Hả? Quá trời mèo luôn. 1001 con mèo. Hay vì 101 con chó đớm thì chúng ta có 101 con mèo. Đi thang máy phải không? Để xem cái show này đi tới đâu. Gặp lại thằng cha này nữa. Cuối cùng thì mày cũng ở đây rồi. Hãy nhìn xem những thứ mà tụi tao tìm kiếm. Tụi tao tìm được. Một cái tủ. Bây giờ hãy kết nối với nó. Cái trứng gì? Cái tủ nè. Tủ này. Đây, cái super egg, cái siêu trứng đây nè. Cái tủ đẹp quá hả? Nhìn có những cái ngôi sao lấp lánh. Bây giờ mình để cái trứng vô đây đúng không? Ok. Úp. Rồi bây giờ mở cái tủ ra xem coi nó nở ra được chưa. Cái trứng nó nở ra đúng không? Úp.
kéo cái tủ ra các bạn, kéo cái tủ ra. Bây giờ chúng tôi tụ họp ở đây đều là có một cái lý do. Tất cả chúng tôi đều ở đây vì cái khoảnh khắc này. Hả? Tụi này nó ở đây đông đủ hết trơn rồi nè. Ok, mình lụm được. Nó cho mình cái gì nè? Một cái khăn choàng hả? Vậy là mình sẽ nói chuyện với mấy con này để mà mình thu thập món đồ đúng không? Mỗi ngày tôi luôn luôn trốn trong cái hộp của tôi. À đây rồi, nó cho mình đôi giày. Mấy cái này là được order đặt hàng cho mấy đứa trẻ, nhưng mà tao nghĩ là mày sẽ hợp hơn. Ok. Nó cho mình một cái tách trà. Đừng có sợ, chúng tôi chỉ là bằng xương bằng thịt, bằng máu bằng thịt bình thường thôi. Chúng tôi sẽ không làm gì đâu. Nó cho mình một cái cuộn len. Tiếp tục con quái vật này. Nó sẽ cho mình cái gì đây? Em trai của tôi và tôi đã ở trên một cái cánh đồng và ngắm những ngôi sao màu đỏ trên trời. Vậy là thằng này với em nó là bị cái gì? Thiên thạch rớt xuống hay sao? Cho nên là mới bị chết đúng không? Ok, nó cho mình một cái khăn củ xì gì đây. Mình nghĩ mình lấy 5 món đồ này mình cắt vô trong tủ đúng không? Rất là nặng. Mẹ thì chắc có liên quan tới đôi giày. Để đôi giày vô đây. Ok. Mình không đoán được cái này là cái gì. Nói vào nhau. Mấy cái này là mấy sợi chỉ nè. Vậy là cái cuộn len này nè. Đó, đúng rồi đó. Để cái này qua đây đúng không? Sai bét. Vậy là tách trà. Ok. Rồi còn hai cái này. Cái này mình nghĩ mình nghĩ là cái này quá hả? Ok. Rồi cuối cùng là cái khăn này để vô đây. Rồi. Úp. Còn con quỷ nhỏ này. Tôi chỉ có cái này thôi. Tôi chỉ có một cái đèn nhỏ. Nó rất là yếu ớt nhưng mà nó ấm áp. Tôi sẽ không sợ cái ánh sáng nữa. Ủa lộn, tôi sẽ không sợ bóng tối nữa. Con này nó sẽ cho mình cái đèn này. Rồi cái đèn này nó sẽ gọi vô trong cái tủ này đúng không? Cái trứng của mình đã được hấp sáng rồi nè. Vậy là cái trứng này nó nở. Không biết cái trứng này nó nở ra cái gì. Sao mình thấy có vẻ là buồn buồn rồi đó nha. Ok, bây giờ thằng này nó quay trở lại cái tàn tích này. Không biết là nó tìm thấy cái gì trong này. Mình nghi quá. Con mèo của mình đây rồi. Quay. Đây là cái con mèo ngày xưa mà cái thằng này nó nuôi. Mình nghĩ đó là con mèo dạ quang ấy. Mình nghĩ đó là con mèo phát sáng mà đi theo mình bữa giờ á. Đây, cái hộp đồ ăn của mèo đúng không? Hộp pate đúng không? Mình sẽ cho đồ ăn cho mấy con mèo này ăn. Ôi, đang nhìn những con mèo vui vẻ. Ê ơi, cây này nó đã... Ủa, mình nối lại cái cây này đúng không? Màu này đi hả? Có vẻ nó thích màu này. Bây giờ có lẽ là mình sẽ tạo nên một cái cây đồ chơi cho mèo. Và mình sẽ chọn một sợi chỉ nổi một chút. Hay là sợi chỉ này. Ok, mình sẽ chọn nguyên một cái set màu tím đi ha. Rồi, cuối cùng là cái charm. Mình sẽ chọn cái nào đây? Con mắt đi. Mình sẽ chọn con mắt. Hay là cái này, trời, sao tôi thấy cái nào nó cũng dễ hương chân á. Thôi cái này đi. Cái này là một con mắt với cái chồng mắt là màu tím. Nó hợp với cái cây này. Rồi, tiếp theo lựa chọn cái lá hả? Mình sẽ chọn, chắc mình chọn cái lá màu tím đi hả? Hay là khủng. Ok, mình nghĩ là mình sẽ ok với cái set này. Tím liệm tìm sim. Keep eye. Cái cham là con mắt. Meo. Nhìn xem, nó dễ thương quá. Meo. Cậu có thích nó không? Hãy giữ lấy đi. Meo 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 meo.
đừng rời xa tôi một lần nào nữa nha. Ok. Wow. Wow. Bây giờ nguyên đàn mèo nó đi theo mình luôn rồi các bạn. Wow, công nhận cái cây đó, cái cây đồ chơi của mình đẹp ghê luôn. Mình không biết cái cây đó dịch ra nghĩa là cái cây gì nữa. Nhưng mà mình thấy mình mix cái màu đó mình thấy đẹp. Như là cái cham hình con mắt. Cat Museum. Yeah. Ok. Là cuối cùng thằng này sẽ tới cái thế giới đó và dẫn dắt những con mèo. Cái thằng này sẽ chính thức trở thành người trợ lý của cái bảo tàng này. Mình nghĩ vậy. Ok các bạn, và đó là tựa game Cat Museum. Thì đây đúng chất là một con game kinh dị dành cho trẻ em luôn các bạn à. Tại vì cái cốt truyện của nó không có phải là kinh dị quá nhiều. Nó cũng pha một chút xíu dễ thương với lại nó pha một chút xíu ấm áp. Nói chung là cái cốt truyện của nó, cái đoạn kết á, nó cũng có một cái sự ấm áp trong đó. Chứ nó không có hoàn toàn là đen tối như là Light Gallery. Theo mình, theo cá nhân mình thì mình thích con game kia hơn. Tại vì nó thuần kinh dị hơn. Nó mình thích nó đã lờ mau hơn. Nhưng mà nói công bằng á, thì mình thấy hai con game này, cái lối chơi nó rất là có một cái sự tương đồng với nhau các bạn. Nói chung là con game này với con game kia nó không khác biệt quá nhiều á. Mình mong là những con game sau của nhà phát hành này nó sẽ làm một cái gì đó có chiều sâu hơn. Cái gameplay nó sẽ cải tiến hơn. Không phải là chỉ dùng chuột nữa. Mình mong là sẽ có tương tác bằng bàn phím. Vậy thì nó sẽ càng hay hơn. Ok, và đó là cái ý kiến của mình về con game này. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần comment cho mình biết ha. Và nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.